Xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review một sản phẩm, đó là hình ảnh của một chú voi nâu các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình các bạn này thì đang cầm hình ảnh của chú voi các bạn ạ, với màu sắc là màu nâu, với những họa tiết rất là xinh mọi người nhé, như là chiếc tai rất là to này. Và đây là phần mắt các bạn này, mình sử dụng hai phân loại màu, đó là màu trắng và màu đen để làm lên hình ảnh của hai đôi mắt của mình. Và phần màu trắng cho chiếc ngà, còn đâu là mình sử dụng bằng màu nâu cả mọi người nha. Và đây là sản phẩm chú voi được làm từ đất sét nặn tự khô mọi người nhé, với tông màu sắc chủ đạo đó là màu nâu các bạn ạ, và thêm một chút những cái phân loại màu trắng đen để hoàn thành được những cái chi tiết trên cơ thể của chú voi nâu này của mình nha. Và sản phẩm chú voi nâu này thì được làm thủ công từ một bàn tay rất là khéo léo, nên là nó không có giá mọi người nhé. Hôm nay mình đi review cho các bạn để cho các bạn có thể tham khảo thêm được một mẫu chú voi được làm từ đất sét nặn tự khô nha. Đất sét nặn tự khô thì ở những cái video trước thì mình đã giới thiệu rất là nhiều này về những cái đặc điểm của đất sét nặn tự khô và về giá. Về giá thì mình mua với cái giá là 20.000 đồng cho một cọc 12 túi, tương đương với 12 phân loại màu. Và các bạn có thể mua được ở những cái cửa hàng mà người ta chuyên bán đồ chơi trẻ em, hoặc là có thể mua ở trên các trang thương mại điện tử như Shopee. Lên Shopee thì các bạn chỉ cần vào bạn gõ là đất sét nặn tự khô thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái hình ảnh kèm với giá cho các bạn lựa chọn nhé. Tông màu sắc thì có 12 tông màu sắc cho các bạn lựa chọn này. Và mình đã sử dụng 3 phân loại màu sắc để hoàn thành lên hình của một chú voi nâu của mình nha. Và sản phẩm chú voi này của mình thì các bạn có thể tham khảo để áp dụng cùng với lại đất sét nặn tự khô để cùng vui chơi và trải nghiệm cùng các bé nhà mình, giúp cho các bé nhà mình trải nghiệm và làm ra những cái sản phẩm từ đất sét nặn tự khô với cái hình dáng rất là xinh như thế này mọi người nhé. Và sản phẩm chú voi này của mình thì được hoàn thiện các bạn này, với những cái chi tiết rất là xinh. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu chú voi này để áp dụng cùng với đất sét nặn tự khô để vui chơi và trải nghiệm với bé nhà mình này. Các bạn có thể hướng dẫn, dành chút ít thời gian để hướng dẫn cho các bé nhà mình làm những cái chi tiết và lắp ghép các chi tiết lại với nhau để thành một chú voi rất là xinh như thế này mọi người nhé. Cách làm của nó thì cũng khá là dễ thôi mọi người ạ. Với những cái chi tiết rất là dễ, xong các bạn ghép lại với nhau sẽ thành một chú voi hình rất là xinh như thế này. Và sau khi các bạn nặn xong, các bạn để ra ngoài không khí nửa ngày giúp mình nhá. Sau khi mà tiếp xúc với không khí nửa ngày thì sản phẩm chú voi này thì nó tự khô lại mọi người nhá. Và khi tự khô lại thì nó sẽ rất là xốp và dai này, rất là nhẹ này. Đấy. Và các bạn có thể sử dụng sử dụng cái con voi được làm từ đất sét nặn tự khô này để làm đồ chơi cho các bé nhà mình luôn nha. Các bạn cũng có thể dùng những cái hình ảnh này dùng để deco và trang trí phòng cho các bé cũng rất là xinh mọi người nhé.
Và ở những cái video trước thì mình đã giới thiệu rất là nhiều những cái hình ảnh của các con vật được làm từ đất sét nạm tự khô rồi mọi người nha. Và hôm nay thì mình sẽ đi review cho các bạn tiếp tục về một hình ảnh của một chú voi được làm từ đất sét nạm tự khô mọi người nhé. Mọi người có thể tham khảo cái mẫu chú voi này của mình. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.